Một nghiên cứu mới cho thấy cứ 100 người Hàn Quốc trong độ tuổi 19 đến 34 thì có 5 người sống cô lập khỏi xã hội, Korean Herald đưa tin. Theo Viện Y tế và các vấn đề xã hội Hàn Quốc, tỷ lệ bị cô lập trong giới trẻ tính đến năm 2021 là 5%. Con số này tăng đáng kể so với mức 3,1% trong cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2019 trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Các nhà nghiên cứu định nghĩa, sự cô lập là trạng thái một cá nhân không duy trì các tương tác xã hội có ý nghĩa với những người khác, ngoài các thành viên gia đình đang sống chung hoặc những người mà họ giao tiếp trong công việc, cũng như không có hệ thống hỗ trợ nào để tìm đến khi có nhu cầu. Trong số những thanh niên bị cô lập, khoảng 17,2% rất không hài lòng với cuộc sống. Con số này cao hơn nhiều so với tỷ lệ 4,7% ở những người cùng độ tuổi không bị cô lập. Trong khi đó, tỷ lệ thanh niên bị cô lập không hài lòng với cuộc sống là 44%. Một phân tích giữa các thế hệ cho thấy những người lớn tuổi có nhiều khả năng bị cô lập hơn. Tỷ lệ sống cô lập ở những người từ 50 đến 64 tuổi là 6,6%. Trong khi đó, 8,3% số người ở độ tuổi 65 đến 74 và 10,5% người từ 75 tuổi trở lên đang trải qua tình trạng này. Hàn Quốc cũng có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số 38 quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Theo dữ liệu của cơ quan thống kê nước này, trong năm 2021, cứ 100.000 người sẽ có 26 người tự tử, tăng 0,3 vụ so với một năm trước đó. Tỷ lệ này đã giảm từ 33,8 năm 2009 xuống còn 23 năm 2017, nhưng đã tăng trở lại vào những năm sau đó, theo Career Time. Theo Zing News, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.